từ nào, có từ để cho một kiểu nào. Chờ anh về cùng em. Rồi, rồi. Nhất định mua cái gì là bảo cho chị Cam là không cho. Đi Hạ Long ấy. Kính này ở trong ba lô. Giờ chuyển nhà vì cái bệnh riêng cái tầng 3 ấy. Đời trời đất dâu mà. Hôm soạn đồ của nào cho đi. Điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Cả con chip luôn. Sẽ tạo du khách trẻ trẻ cùng đoàn vô cùng hấp dẫn. Cho lúc đầu là chưa biết cho ai cả. Thế xong rồi cái chị hàng xóm ấy. Chị bảo là cho chị thì chị đấy hay đi. Tây Bắc mây bay đi ngày kiểu. Ôi người nghe quay cái biển mà. Vâng, rất là mưa các bạn ạ. Quá mưa luôn. Sapa là còn 22 cây nữa. Bây giờ có 2 cây. Cổ lắm. Hành trông như rất to. Vâng, có thể
thiệu mọi người là đây là món quán phở ngon nhất ở Sapa. Đúng là Sapa nơi người có đất trời khác hẳn, núi nó đan nhau ấy. Đây à, ở trên núi mây có bác đi bác. Ồ, ok bác đi đi mà không biết cụ hàng ở đây. Nó bán cụ hàng thì tụi em cũng cẩn thận. Cụ hàng mất rồi, nó bán đi rồi đấy, em cũng cẩn thận, nó bán nốt cho em đấy. Xem lại, ui sợ, xoay à, một vòng à, xoay xoay đi. Ui xoay, ui em mày này, ui giời, ông Hoàng trông tạp lắm, ông Hoàng đen xì. Chị Phương thử đội cái mũ em xem nào. Em đội cái mũ này em mắc cười. Không. Ủa xinh thế. Đây quay cái màu này. Đây, ui giời, quay. Ui xui. Anh thử mũ này đi. Đấy chị ấy vào ngoài dưới đây. Mày này, này qua đây. Rồi ok. Đó. Ê chào chị ạ, chị dân tộc nào chị ơi? Trời ơi, con dân tộc Mường Tè. Ui sợi hoàng, ui sợi. Thôi, đúng rồi, đúng rồi. Bảy mây trắng thấp thoáng nhô nhô rừng cây lòng lanh trong xanh dòng suối dập dìu sắc màu trời quý ơi hà đó. Người cháu chạy ra. Xuân sang nhịp bay đúng đường. Bằng tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế? Tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay? Xa ba chiều miếng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ mặt trời. Chờ anh về cùng em.
nhảy ra, nhảy ra. Nhảy á. Anh nhảy ra. Đây là chân dung của người lãnh đạo CC Media Việt Nam. Anh đang rất là phiêu. Đây ta gọi là tỉa gái. Vâng thưa các bạn, anh đang tỉa gái nhưng mà chưa hoàn thành được. Hai. Để mị nói cho mà nghe. Đây là món gì đây? Đây là món gì? Lợn mán nướng. Lợn à đâu? Đây là gà. Ừ, đây bên là gà bản này. Gà bản nướng. Rồi, món này món gì? Đây là cơm gì đây? Cơm lam. Đây là cái gì? Cá. Cá gì? Cá sông, gì? Cá sông cá hồi. Cá hồi gì chị ơi? Rồi ok, còn món này. Lợn bản nướng vị. Rồi, còn đây là rau thơm đúng không ạ? Đây là rau thơm ạ, đây là rồi. Các loại rau chua, rau rừng này, mình quấn với lợn bản này. Đây là rau ô dây, chỉ có trên này mới có thôi. Dạ vâng, ok, đấy. Chị cứ giới thiệu đi, em cho lên clip tung lên là kiểu gì? Đây là gà bản nướng gia vị Tây Bắc, mắc khén hạt rồi ạ. Dạ vâng, mang, rồi ok. Lợn bản nướng. Rồi, ăn đủ cá hồi nướng bạc hà, đây là lá bạc hà. Dạ vâng, ok. Thoải mái rồi nhá. Dạ vâng, đây là nước chấm nhà em này. Nước có chưa chín. Nước chấm, đây nước em đang làm rồi. Nước chấm này, nước chấm gà này, nước chấm này là thịt nướng này, nước chấm cơm lam này, đúng rồi. Rồi ok. Ăn đây, ăn đây. Thank you. Này giống gái dân tộc nhỉ. Chị ơi. Chị ơi, em quay với. Chị ơi. Rồi ok. Thử xem.
Thank you.